Thưa quý vị, từ hôm nay mùng 1 tháng 7, phụ huynh có con chuẩn bị vào mầm non lớp 1 và lớp 6 tại Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường thông báo tới tất cả phụ huynh học sinh về thời gian triển khai chính thức công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2023. Cụ thể tuyển sinh vào lớp 1 từ 0 giờ ngày 1 tháng 7 đến 24 giờ ngày 3 tháng 7, tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ 0 giờ ngày 4 tháng 7 đến 24 giờ ngày 6 tháng 7, tuyển sinh vào lớp 6 từ 0 giờ ngày 7 tháng 7 đến 24 giờ ngày 9 tháng 7. Các trường chịu trách nhiệm thông báo tới tất cả phụ huynh học sinh về thời gian triển khai chính thức công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2022 2023. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đề nghị các phòng giáo dục đào tạo ra soát số lượng chỉ tiêu theo kế hoạch tuyển sinh đã được Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã phê duyệt của từng cấp học, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn cập nhật lại thông tin học sinh nếu có sai sót, hướng dẫn phụ huynh học sinh tra cứu thông tin tuyển sinh trên hệ thống